tay giờ luôn. Mọi người tặng anh rất nhiều nón. Vâng thưa các bạn, không để làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng nhau nghe những giai điệu đầu tiên của Making My Way. Phá trời chết rồi. Lên. Let's go, let's go. Hãy yêu thương và ủng hộ thật nhiều cho Making My Way. Let's go. Let me down easily. You're too high. Don't you pray. Seeking for my embrace, wanting my touch, making me to stay. Tado. Calling my name, shout it till you break. Tado. You took my heart, held it and ripped it apart. Made me your prisoner. Thưa các bạn, quá mệt rồi thưa các bạn. Trời ơi, tôi mệt quá rồi. Bằng sức rồi, cardio quá. Quá cardio và lúc mà mười hai giờ đêm 5 phút thưa các bạn, rất cardio. Vâng, và người ngồi bên cạnh Tùng đó chính là
Ben Phạm. Vâng, thưa các bạn, giám đốc giám đốc gì ạ? Sáng tạo ạ. Giám đốc sáng tạo, vâng thưa các bạn, Ben Phạm. Vâng ạ, mệt quá. Quá khản giọng rồi thưa các bạn. Vâng. Cảm ơn tất cả mọi người đã rất nhiệt huyết cùng với Tùng và Ben vào lúc hơn 12 giờ đêm ngày mùng 5 tháng 5 của chúng ta ngày hôm nay. Và thực sự thì Tùng rất là mong rằng những cái gì mà Tùng gửi gắm thông qua bài hát và giai điệu của Making My Way, mọi người có thể cảm nhận được những nguồn năng lượng tích cực mà Tùng muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Sáng mọi người có thể nghe để tập thể dục, trưa mọi người có thể nghe có thể để lấy thêm năng lượng tiếp tục cho một cuộc hành trình dài của một ngày của chúng ta. Và tối các bạn vẫn có thể nghe để tái tạo lại năng lượng của chính bản thân mình. Và Tùng hy vọng rằng Making My Way sẽ là một bài hát đưa mọi người đi đến với tất cả những điều tuyệt vời nhất. Và chắc chắn rồi, music video của Making My Way sẽ sớm được ra mắt. Sớm được ra mắt thôi. Chắc chắn là như thế rồi. Making My Way. Music video mà của Making My Way. Khi mà các bạn xem lyric video kỳ này, các bạn sẽ thấy một cái ngôi đền rất là bí ẩn. Và nghệ sĩ Sơn Tùng MTP sẽ lẩn thẩn bước vào đó. Bên trong đó xin hời, xin mời đón xem. Quá run rồi. Đúng ạ. Quá run. Vẫn còn rất mệt. Quá mệt rồi nên nói là không ra hơi rồi các bạn. Nói không ra hơi luôn. Nói mà cảm giác như không thể nói được nữa thôi các bạn. Vâng, thì tóm lại là Ben nói là khi mọi người xem cái lyric video ở trên YouTube thì mọi người sẽ thấy cái hình ảnh của Tùng đứng trước một ngôi đền. Thì đằng sau cái ngôi đền đấy nó là cái gì? Thì Tùng và Ben rất là muốn mọi người cùng chờ để chúng ta thưởng thức music video, để chúng ta cùng tìm hiểu xem đằng sau ngôi đền nó là cái gì, mà tại sao lại có cái hình con rắn đó. Rất nhiều người hỏi Tùng và Ben là tại sao có cái hình con rắn đó và con rắn đó nó tượng trưng cho điều gì. Chờ đi, con rắn nó sẽ sớm xuất hiện thôi, mà mọi người sẽ hiểu tại sao có con rắn đó. Cảm ơn anh đã dịch cho em. Không phải, tao đang cố gắng dịch cho mày, tao mệt lắm luôn. Mọi người, các bạn lâu ngày không đi diễn cho nên là sức khỏe nó cũng hơi tụt xuống một tí. Và Tùng mong rằng mong hơi nhiều quá không em? Yeah, anh mong hơi nhiều quá đấy nhở? Ừ. Thôi thì em còn gì muốn chia sẻ thêm không? Ví dụ như là khi em nghe bài hát này thì em nghĩ đến điều gì? Thật sự là khi mà em nghe bài này á, lần đầu tiên anh cho em nghe thôi là em đã giật kinh phong rồi nha. Tại vì nó quá hay. Và qua những lời chia sẻ của anh về idea khi mà anh viết bài này, nó làm cho em tạo ra một cái không gian nó rất là viễn tưởng, nó rất là fantasy, nhưng mà nó lại mộng mơ. Nó như là cái tiếng nhạc và dạo đầu vậy. Nó là những cái mặt nước rất là lặng lặng, nhưng mà có những cái gì nó rất là mờ ảo, nhưng rất mà nó mờ ảo. Đúng. Rất fantasy. Rất gì. Đang xem MV đi. Nhưng mà anh nghĩ là khi mà mọi người xem cái lyric video thì mọi người cũng có thể hiểu một phần nào đó cái tinh thần mà anh em muốn gửi gắm mà, đúng không? Dạ đúng. Dạ đúng. Cái màu sắc này, hình ảnh này, mọi người sẽ thấy tạo cái đền hình của tạo anh. Hình. Mọi người sẽ thấy ngọn núi này, mọi người sẽ thấy rất nhiều thứ. Yeah. Và những cái thứ này chắc chắn là nó có ý nghĩa của nó hết, đúng không? Và thật sự là đây là ca khúc mà em muốn, giống như là anh bước xoay một cái trang mới, nên là tạo hình của anh tất cả mọi thứ nó đều mới hết. Tất cả mọi người đều cũng rất là bất ngờ, nhắn cho em bất ngờ tại vì tạo hình của anh nó rất là khác lạ so với những cái lần trước. Yeah. Wow, hôm nay mới nghe thấy Ben chia sẻ điều này. Đây là một điều mà Tùng nghe thì Tùng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Tại vì thực sự thì có một cái sự thật, đó là mình không thể chối cãi được, đó là tuy rằng mình sinh năm 94 nhưng mà với 10 năm trong nghề này thì chắc là mình cũng sắp thành người già nhất rồi, đúng không em? Một trong những người già nhất rồi đấy. Nghe 94 có tưởng trẻ, nhưng mà nếu mà xét về tuổi nghề thì cũng không phải là còn trẻ nữa đâu. Thế cho nên là với những sự cố gắng của mình trong hơn 10 năm qua mà bây giờ mọi người vẫn dành cho mình những cái lời nói như vậy, những lời động viên như vậy, những lời khen như vậy, thì đó là những điều mà làm cho mình cảm thấy có rất là nhiều động lực để tiếp tục thay đổi, để tiếp tục cống hiến và tiếp tục dám làm những cái thứ mà ngày xưa mình không dám làm. Đó, thì như Tùng muốn chia sẻ thì với cái tiếp cận bài hát lần này thì Tùng nghĩ nó không hề mới. Nó là một cái thứ mà Tùng đã và làm từ rất lâu, chỉ là bây giờ Tùng mới làm lại thôi. Và Tùng rất là mong rằng mọi người hãy yêu thương Making My Way bằng cách nghe thật nhiều trên Spotify, nghe thật nhiều trên Apple Music, và thực sự nhắm mắt lại và tận hưởng cùng Tùng những cái giai điệu đó, những ca từ đấy. Và chúng ta sẽ rất là gần nhau nếu như nhắm mắt lại, đúng không em?
Ngay là khi em ở Tây Ninh hay ở Bình Phước thì chúng ta vẫn có thể nhắm mắt lại và nghe bài hát vẫn có thể gần nhau đúng không? Thôi mình đừng nhắm, mình làm tập sợ. Và các bạn nghe càng nhiều thì MV càng sớm ra. Đúng rồi đấy, ok, câu này hay nha. Câu này chốt này, câu này hay này. Các bạn nghe càng nhiều thì MV càng sớm ra. Vậy là bây giờ vẫn chưa biết ngày nào ra MV. Chính xác. Khó chịu thế nhở? Nghe hôm nay nghe nhiều quá là ngày mai ra MV luôn không chịu. đấy là nó nói. Còn tôi không hề nói thế các bạn. Được. Mồm đi trước nhanh quá được các bạn. Phạm thượng ạ. Quá phạm thượng rồi, chết rồi. Nam mô. Quá dài rồi. Thôi được các bạn, thôi thì thực ra những cái gì mà Ben nói thì nó cũng có thể xảy ra. Tại vì khi mà chúng ta ngồi đây và nói về music video thì chắc hẳn là mọi thứ nó cũng đã phải sẵn sàng hết rồi nhá. Xong rồi hết rồi chứ. Thì chờ thôi đó. Chờ, cẩn thận cái cổ em. Chờ mình tính. Chờ xem là tình cảm của mọi người dành đến cho Tùng và Make Him Away như thế nào nha. Mà như Tùng có chia sẻ ở khi mà nhạc vang lên thì Tùng đã nói rất là rõ, đó là Make Him Away sẽ là một cái sự bắt đầu tiên cho một chuỗi dự án rất là nhiều của Tùng trong tương lai. Và sau Make Him Away sẽ là từ khoan. Mày giật quá rồi, mày tao tưởng mày bị làm sao đêm hôm rồi em ơi, chết rồi, mày làm anh sợ quá. Vâng thưa các bạn, sau Make Him Away thì nó sẽ là một chắc chắn sẽ làm ơi quá. Em để anh kết thúc câu nói của anh em một cho anh một chút thời gian này. Anh cũng không bình tĩnh nữa rồi. Sau Make Him Away chắc chắn sẽ là music video đã, đúng không? Và sau music video chắc chắn sẽ là một bài hát khác. Sẽ là một bài hát khác. Một bài hát nặng đô đấy. Sâu lắng đó. Cảm xúc đó. Nhưng vẫn rất vui nha. Mấy cảm xúc này anh thấy cảm giác nó không dính với nhau lắm không? Em xin lỗi. Anh thấy nó mấy cảm xúc anh vừa nói ra nó hơi bị, nghĩa là vừa sâu lắng mà lại vừa vui. Nó conflict nha. Nó hơi conflict nhưng mà nó vẫn thực sự nó có trong cái bài hát dạ, đấy. Chính xác nó có trong bài hát đấy. Mix lên cảm xúc lẫn lộn. Nó quá lẫn lộn rồi các bạn, nó quá nhiều thứ. Yeah. Nó đôi khi là nó bị nó là sao? Nó là overwhelm rồi các bạn, nó overwhelm. Một ca khúc vừa buồn vừa cười. Vừa buồn. Mày làm phim hài sao? Là vui mài cũng rồi. Có, vui cũng có, buồn cũng có. Vâng đó, đúng rồi đấy ạ, đó là ý của tôi đó. Mà bây giờ tôi cảm xúc tôi đã lẫn lộn quá, tôi không chia sẻ nổi nữa các bạn. Ăn mãi không hết cây kem, mọi người có nhìn thấy không? Khổ lắm cơ. Vâng ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để tham gia cái buổi livestream vô cùng thân mật và gần gũi giữa Sơn Tùng MGP, Ben Phạm và với tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên mà Tùng livestream trên TikTok, thế cho nên là đã có một vài sự cố nho nhỏ xảy ra và Tùng rất là mong là mọi người có thể thông cảm và đồng cảm cho một cái người rất là mới, một TikToker mới như mới nổi như thế này thôi các bạn. Sơn Tùng MTP cũng là một TikToker mới nổi, còn Ben Phạm là một TikToker đang học cách để trở nên nổi hơn. Hãy follow account Ben Phạm. Vâng, làm ơn ạ. Vâng. Hãy follow account của Ben Phạm trên TikTok để có thể nhìn thấy và cảm nhận được một con người rất là năng nổ, hoạt bát. Và đôi khi là làm cho tôi cảm thấy hơi sợ hãi một chút. Hơi mệt mỏi. Hơi mệt mỏi nhưng rất năng lượng thưa các bạn. Rất năng lượng, rất tích cực. Và cảm ơn rất nhiều. Và trước khi kết thúc buổi livestream này thì tôi muốn hát một vài câu. Hát một vài câu em. Một vài câu này. Moon looking bright at night. Woo. I'm the sky that tried to keep you alive. Alright, just stay away from me. Let me down easily. You too late, you too late. Don't you pray, don't you pray. Đó, mấy câu ngắn của Make Him Away mà hát không có beat đấy nha. Và chắc chắn mình sẽ có một cái bản cover rất nhẹ nhàng dành đến cho khán giả và những người yêu thương Make Him Away cũng như yêu thương Sơn Tùng MTP. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và có lẽ là bây giờ cũng đã đến giờ phút chúng ta giờ chia tay đã đến. Bạn ơi, mới đây thôi ta còn với nhau. Mà giờ chia tay đã đến. Bạn ơi, sao mày làm tao sợ chết rồi, chết rồi. Đêm hôm đã ngoài đường thì vắng tanh vắng ngắt mà nhìn nó đằng sau tôi rất là sợ thôi các bạn. Tôi rất là run sợ khi thấy cái năng lượng tích cực của nó vào cái khoảnh khắc này thôi các bạn. Rất đáng lo ngại. Nhưng không sao, ngày hôm nay là ngày chúng ta nên đáng lo ngại để cùng nhau cháy hết mình cùng với Making My Way. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trên một sân khấu nào đó và Tùng chắc chắn không có Ben Phạm rồi. Và Tùng sẽ đứng trên sân khấu đó và mang đến cho mọi người ca khúc Making My Way. Ngủ ngon, vừa ngủ vừa stream đi, vừa ngủ vừa nghe đi.
vừa ngủ vừa ủng hộ thật nhiều cho Mikey Mike. Mày đập làm sao mà thủng luôn cái xe của tao đi. Không thưa các bạn, nó cứ vậy đấy thưa các bạn ạ. Tôi khổ lắm thưa các bạn, không sung sướng một chút nào đâu. Cái xe này thì nó cũng đâu có khổ lắm, nó cũng sót hết cả ruột lên được. Nó cứ ngồi nó thụi nó đập lên cái trần xe này của tôi, trời đất ơi. Nó mà nó thương anh, nó mà nó thương như vậy. Vâng thưa các bạn, thôi nhìn nhố vậy đủ rồi ha. Yeah. Rất yêu thương mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn yêu thương tấm thân nhỏ bé Sơn Tùng MCB và TikToker mới nổi Bét Phạm thưa các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Good day. Bye bye. Making my way, making my way. Making my way, making my way. Mày đừng làm tao sợ đâu, không làm tao sợ quá. Bye. Sợ quá. Đèn đánh mà toàn đến mặt thôi. Bye nhá. Nhớ ngủ thật ngon nhá. Ủng hộ thật nhiều cho tâm thân nhỏ bé này nhá. Sinh năm 94 giờ già lắm rồi, cũng chả có trẻ trung gì nữa đâu. Thế cho nên là ủng hộ nó nhanh, không người ta sắp già ăn nơi rồi nhá. Bye bye. Không nỡ tắt. Không nỡ tắt đấy. Nhớ mọi người quá, không nỡ tắt. Không nỡ tắt luôn đấy. Giờ sao hay thôi không tắt nữa. Livestream ngủ luôn. Livestream ngủ luôn không? Ngủ mà xem nhiều hơn là mừng này. Đó. Nhưng mà hơi khó đấy. Mọi người cũng phải cực, mọi người sẽ vất vả nhiều em ạ. Cũng đêm hôm rồi, ngày mai sẽ có người đi làm, sẽ có người đi học, hoặc có người sẽ đi hẹn hò, hoặc có người cũng sẽ nghe, dành thời gian thật nhiều cho nghe Making My Way đúng không? Mình phải để cho mọi người dưỡng sức để mà ủng hộ thật nhiều cho Making My Way đúng không em? Ừ, cái gì mình cũng muốn như vậy thì làm sao mà mọi người ủng hộ mình được đúng không? Em bớt tham lam lại nhá. Yeah. Vâng ạ. Thôi nhá. Bye bye nhá. Tặng hoa quá trời tặng rồi không cầm được mà nó cứ dính trên đầu không à. Khổ thân tôi lắm cơ. Nhắm. Yêu nhắm. Bye bye nha. Hẹn gặp lại nha. Đừng quên Sơn Tùng MCP. Bye bye. Cái này. Cái này xếp ra. Ô tắt tắt ở đâu tắt. Chứ đừng. Ô tắt ở đâu tắt. Không cả. Không biết tắt luôn. Trời đất ơi. Không tắt được. Ủa sao ta? Ủa sao ta? Ủa là không tắt được hả? Là có một cái nút nào đấy để tắt không ta? Ủa cái này là accept đó. Thôi trước khi mà mình tắt mình chắc mình chào lại đi ha. Dạ yeah, ok. Ờ, thôi nhá. Chào lại đi ha. Dạ yeah, ok. Ờ, thôi nhá. Xin lỗi mọi người trời đất rồi. Thôi trước khi mà mình tắt mình chắc mình chào lại đi ha. Dạ yeah, ok. Ờ, thôi nhá. Xin lỗi mọi người trời đất rồi. Thôi trước khi mà mình tắt